em không đỡ lại chết luôn ấy. Sợ quá thật đấy. Quay lại, điều gì này? Chị gái đi ngược chiều, chặn đầu container và cây cáp. Thằng này. Quay lại, điều gì này? Biết chiều chiều ngoài chiều gì không? Chị biết chiều ngoài chiều gì không? Tài xế container đang tỏ ra khá bức xúc trước hành vi này của chị gái. Không hiểu vì lý do gì mà chị gái lại đi ngược chiều. Theo như tìm hiểu, lý do là cho chị gái đi nhầm đường. Lúc này thì chị gái trên chiếc ô tô con màu trắng mới bước xuống xe và đi lại. Xin nam tài xế trên xe container lạng qua một bên để nhường đường cho mình, để mình tiếp tục đi ngược chiều. Nhưng xui cho chị là nam tài xế không chấp nhận yêu cầu của chị. Xe thì nhiều vết thương, vết tích, có dấu hiệu xảy ra va chạm rất nhiều. Xe chảy xước hết thế kia, thằng nào bán xăng cho ngoài. Sau khi không được nam tài xế chấp nhận yêu cầu, chị gái đành ngậm ngùi quay xe trở lại. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi. Tôi thật.